Đây, các bác cứ bảo là khi em đăng những cái bộ dạng là tầm tiền nó chỉ tầm hơn 2 triệu, 3 triệu đổ lại, thì các bác lại hỏi không có dàn cao cấp à? Thì đây ạ, dàn cao cấp cho các bác đây. Mà nhìn dàn cao cấp cho các bác chưa? Không thiếu cái gì cả, quan trọng là các bác đã xin được tiền vợ chưa? Tối nay các bác cố nhá, cố gắng tặng quà cho vợ, xin tiền đây. Không cái gì không có cả, dàn cao cấp cũng có. Em chào đón các bác đến với bộ dàn của Tech, thương hiệu Tech. Bộ dàn này là dòng dàn cao cấp rồi, nó quá cao cấp cho các bác rồi. Và mức giá nó cũng không rẻ, nó gần 5 triệu đấy, 4 triệu 8 bộ dàn này. 4 triệu 8 bộ dàn này. Bộ dàn này có những chức năng như là có thể phát nhạc không dây, cao cấp ấy, phát nhạc không dây, nhạc cao cấp qua điện thoại, qua máy tính, qua tivi để bắt không dây cho nó. Ngoài ra nó có thể dùng nhạc qua USB, nhạc gốc, nhạc lốt, nhạc số qua USB. Tiếp theo nữa là cái đĩa, đầu đĩa này của nó đọc được cả đầu hình nhé, DVD hình luôn, DVD đấy. Ngoài ra là chức năng radio FM nữa, và đặc biệt là con này xuất cổng tín hiệu ra phía sau. Nó có cả cổng AV và cổng HDMI. Chú ý hộ em là cổng HDMI là cổng cho chất lượng tín hiệu, chất lượng hình ảnh nét nhất, tốt nhất rồi. Được chưa? Cổng HDMI. Đấy. Hai bên loa, màng loa, các bác nhìn cái màng loa chưa? Riêng đôi loa này nó có giá trị nó phải đôi 3 triệu rồi. Đấy là em nói là bán loa không, chưa cần nói cái cả bộ. Riêng bán loa không, riêng đối với đôi loa này nó có giá trị 2 3 triệu đôi loa này. Chứ chưa cần nói cái đây đâu. Bác nhìn đôi loa đó chưa? Sự thiết kế rất là tinh xảo, tỉ mỉ từ đường viền bo chỉ. Mặt trước này mặt phay nhôm hết. Mặt phay nhôm hết và cả đến vàng màng loa cũng được thiết kế nó như kiểu là một lượt thép, vân thép rất là đẹp luôn. Nó thể hiện cái sự trang sang trọng đẳng cấp luôn đấy. Và các bác là đẹp như mới luôn, lần trước em chưa lau đâu, nhưng lau đi nó mới tinh luôn. Đây thể hiện là sự sang trọng đẳng cấp nó ở đây này. Đấy, thì báo cáo các bác là cái clip này thì em sẽ test tổng hợp khoảng độ 2 3 thể loại nhạc cho bác. Bác tua đi, em test nhạc vàng xong nhạc liên khúc xong nhạc rồi. Tất cả thể loại nhạc tổng hợp ở đây cho các bác luôn. Đôi loa bác nhìn đây, tất cả những bo nó không có một viền nhìn này. Đôi này thì báo cáo các bác là đây, nó quá là sang trọng và đẳng cấp rồi. Mức giá của em nó là mức giá 4 triệu 8. Cách đây khoảng độ 7 8 tháng em có bán hai ba bộ, hai bộ, nhưng cái thời điểm đấy nó toàn 5 6 triệu thôi bác. Hôm nay thời điểm này là báo cáo các bác, nó là cuối năm, 12 là tháng này là tháng sinh nhật của em. Em giảm giá kịch sàn cho các bác luôn. Và những cái bộ giá như này thì bác nào lấy được thì nhanh. Chứ để bác nào mà xác định mà bảo giá thấp hơn nữa thì không phải gọi cho em đâu. Đừng gọi, nói thật đấy. Bác cần bác gõ model của cái bộ này thì cách đây khoảng vài tháng, 5 7 tháng về trước, em giá em dám khẳng định ngày đấy nó phải tầm 5 triệu 8, 5 triệu 9 hoặc 5 triệu 6 gì đấy. Nó phải tầm đấy chứ không bao giờ có chuyện giá này. Vì bọn em nhập giá này, em đã nhập đã hòa vốn lỗ rồi. Lấy đâu rồi. Đấy. Được chưa? Chỉ giới thiệu qua như vậy thôi. Còn sau đây mời các bác đến phần test. Em sẽ test nhạc không âm nhạc em sẽ là test qua Bluetooth trước nhé. Em sẽ đẩy đẩy ra xa một chút nhé. Đẩy ra xa thì nó sẽ hơi mờ, nhưng mà nó tiện cho các bác là nó đỡ bị edit lóa. Đấy. Hôn nút đường tàu lất phất mưa bay,
gà vắng thưa, chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bóng khoảng tôi mơ, phút giây cùng sánh vai anh chung lối về. Sớm đến quyến luyến, áo anh quyện lấy bước chân hai chúng mình. Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Cõi ngân tiếng dài kia tàu về bến, xôn xao người gọi nhau. Từng người xuống, người có đôi, tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Sầm sập tối như hồn tôi đây. Tắt điện thoại này. Em chạy USB cho bác này. Nhận USB này. Đây tuner này. Mic này. Mic này. USB. USB cho bác này. Đấy. Không biết chạy chưa? Có phải ấn play không? À, ấn play. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu, em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã viết con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm... Ok chứ các bạn nhé. Tất cả bao cho các bác, tất cả các chức năng hoạt động bình thường hết. Mức giá của em nó có mức giá là 4,8 triệu. Chào các bác.